Chào mừng các chị các bạn đến khóa học English Phrasal Verbs in Use ở trình độ trung cấp các anh chị các bạn. Thì chúng ta học tổng tiếp bài 11 các anh chị các bạn ha. Bài 1 này chúng ta sẽ cụ thể là học từ put các bạn ha. Put put có nghĩa là gì? Thì tôi với các anh chị các bạn cùng nhau tìm hiểu chữ put này nha. Chữ put đọc là PUT put các bạn ha. Thì nó có hai mình thường mà cái hiểu nghĩa đơn giản của mình thường là phần ngoài động từ nè, nó là ngoài động từ ha, để đặt bỏ đúc vào đâu các bạn ha. Ngoài động từ to put a thing in its right place, đặc biệt vật gì đó đúng vào chỗ các bạn học luôn nha. To put sugar in tea, to put somebody in prison, put somebody in prison, to put a child to bed, đặt em bé vào giường ha. Nghĩa thứ hai là để đặt vào, sắp vào, sắp xếp vào ha, làm cho bắt phải luôn. To put the clock fast, để đồng hồ nhanh lên đấy các bạn ha. To put a child to school, cho em nhỏ đi học, rất là dễ ha. Bây giờ to put này dùng như put a horse at or to the fence, to put the mother right, to put out of chorn, làm cho lông làm ra, là put out of chorn nè. To put somebody in fear of, làm cho ai, làm cho ai sợ ha. To put somebody in his guard, to put somebody off his guard, làm cho mất cảnh giác ha. To put somebody at his ease, làm cho thoải mái. To put to shame, làm cho xấu hổ. To put the blush, làm thẹn đỏ mặt. To put down of countenance, làm cho bối rối ha. To put a stop to, làm cho ngừng lại. To put words to music, đặt nhạc vào lời ha. To put a question, đặt một câu hỏi. Và đã có nghĩa đưa ra nó, mình nghĩa đặt vào, mình nghĩa là đưa ra nè các bạn. Ít khi nào ai hiểu nghĩa này ha. Chứ mình phải biết rằng một từ vựng tiếng Anh rất là nhiều nghĩa. Chúng ta tùy vào ngữ cảnh mà chúng ta học. Trước khi đọc là ở trạng thái phrasal verb thì tôi muốn dạy các chị các bạn luôn những từ vựng này luôn, các bạn chị cùng nhau tôi học với tôi nha. Thế thì chúng ta có từ như này: to put somebody across the river, to put to sell đem bán nè, to put to test là đem đi thử thách, to put to trial đem thử xét, to put to the torture các bạn ha, to put to death đem đi giết ha. Dùng sử dụng là to put one's money into good use, đặt tiền vào đúng cái việc sử dụng, là dùng tiền vào việc lợi ích gì cho đúng nè. Được chưa các bạn? Diễn đạt, diễn tả, nói và dịch ra. To put it in black and white, diễn đạt điều đó bằng bằng giấy trắng mực đen các chị ha. I don't know how to put it, put it into English nha. Đặt nó, dịch đoạn đó bằng ra tiếng Anh nha. Put it into English. I put it to you that, tôi nói, xin nói với anh bạn ha. To put something into words là nói là điều gì đó ha. Này cũng dễ hiểu nè. Những từ này mình dễ hiểu nè các bạn ha. Mình dịch sang tiếng Việt sao tiếng Anh là vậy. Nhưng mà bên cạnh đó là to put much value on nè. To put on các bạn đánh giá cao nè. To put money on a horse, đặt tiền cược ha, gửi tiền đầu tư vốn là cược không nè, không nói ha. Thế thì chúng ta cấm đâm vào, to put a knife into, thì cũng dễ hiểu thôi, nó tương nghĩa với cấm vào, đâm vào hay các bạn. To put a horse to the cart, buộc ngựa vào xe. Và đây, nói và nội động từ nó có nghĩa đi về phía, các bạn hãy chờ, nó có nghĩa nội động từ, ngoài động từ. Nội động từ với ngoài động từ là gì? Ngoài động từ là phía sau nó phải là một cái ta gọi là gì? Có một cái gọi là phải tức từ mà là bộ từ các bạn, phía sau phải là từ, phía sau nó phải là có một cái object các bạn ha, object ha. Put a knife, là put cái gì gì đó mới được, còn vẫn nói động từ là từ nó có nghĩa. To put into harbor, đi vào bến cảng nè. To put to sea là ra khơi nè. Bên cạnh đó chúng ta sẽ học một số là cái phrasal verb ở đây. Put a bow nè các bạn ha. Put a bow là chở buồm xoay hướng đi ha. Nghĩa khác nhau hoàn toàn, mình không thể đoán được. Làm xoay đi, xoay hướng đi, mình phải thuộc nó thôi. To put a cross nè. To put a cross thực hiện thành công, làm cho hoan nghênh. To put out a sign để dành dụm, nhìn bỏ gạt qua một bên các bạn ha. To put out a sign nè. Là chứ là put, to put a sign chứ không phải put out, là lộn ha. To put away là dành dụm, dành tiền ha. To put back là gì? Để lại chỗ cũ. To put
to put by này, to put by các bạn ha, để sang một bên. To put down là để xuống nè, đó mấy này các bạn phải thuộc ha. Put back là put down, put away, put aside ha, để qua bên ha. To put forward các bạn ha, to put forward là trình bày đưa ra ý kiến như này các bạn ha, dẫn đồng hồ chạy nhanh hơn. To put in nè, để đơn dẫn đưa ra. To put in a distress, distress nè, thi hành lệnh tịch biên. To put in a remark các bạn ha. To put it for nè, to put it, to put in for là yêu cầu chính xác. To put in for, to put in for, to put in for a job, đòi làm xin đòi việc làm ha. To put up là gì, cởi quần áo ra, quản lại để chậm lại. To put up ha. To put on mặc vào. Put up, put on là mặc vào nè các bạn ha. Put up, put on là mình phải nhớ put up, to put on, put up, put on các bạn ha. Rồi mọi người có từ put down là thắt, thổi đèn, thổi nến nè, hãy chờ put down các bạn nghe đó, có nhiều rất là nhiều nghĩa các bạn, nhưng mà nghĩa mình có thể nhớ là dễ dàng nữa này, đuổi ra ngoài. Put down là nghĩa ra ngoài, đuổi ra ngoài từ Mỹ là xuất bản, xuất phát hành. Những cái này rất là khó nhớ cho anh chị các bạn là phải chúng tôi đọc đi đọc lại như là to put over ha. Là hoàn thành cái gì đó ha các bạn ha. To put through nè, giành được sẵn thưởng cho, là put over. To put through, to put through là hoàn thành, làm chọn, làm xong xuôi luôn. To put, to put through nè, chứ through này khác, to through này khác, buộc vào, móc vào ha. To put together, để vào với nhau, kết hợp vào với nhau. To put up là để lên, đặt lên, giơ tay lên, kéo màn này trình diễn, lên trình diễn nè. Rất là nhiều nghĩa anh chị các bạn. Nhưng anh chị các bạn muốn học là các bạn chị phải tra từ điển là put open, hành hạ ngược đãi, lừa bịp đánh lừa nè. À, những cái lời này mình không đoán được nghĩa ha. To put someone's back up, làm cho ai điên lên ha. To put one's foot down, đó là những thành ngữ đi theo các bạn rất là nhiều. Đây là những thành ngữ các anh chị các bạn ha, thì mình phải học ha, rất là nhiều. Bây giờ to put to it nè, thành ngữ to put to and to together. To put wise, làm cho mắt sáng mắt ra Thì bên cạnh đó thì tôi sẽ đi vô cái bài này. Như bài này nó sẽ có nghĩa các bạn, đặt động từ liên quan đến hành động vật lý, các bạn sẽ thấy từ này put CD on nè các bạn ha, thì có nghĩa gì bữa nay mình nói rồi. Nên mình mở thì mình mở CD lên nha, before nè, object nè, after object các bạn ha. We spent yesterday putting in a new machine, new washing machine. Thì to put in có nghĩa là gì, là fixing new equipment or new system in the correct place. Cài đặt những thiết bị mới hoặc là hệ thống mới vào đúng nơi, đúng quy định ha các bạn. Đó là cài đặt, thiết lắp đặt các bạn. Could you put the air conditioning on? The air conditioning on please. It's so hot in here. And make a device work by pressing a switch. Mở nó lên giùm ha. Put on, đương nhiên là mở nó lên các bạn. I don't think you had this CD. I'll put it on. Tôi không nghĩ là bạn đã từng nghe cái CD này rồi, giờ thử tôi mở nó lên thử cho bạn nghe nha. Put something that sound or pictures are recorded in onto or là into a machine so that you can hear or see the recording các bạn ha. Là mở nó lên, bật nó lên, mình đã gọi là bật nó lên ha. Would you mind putting that light out? This shining directly onto my computer screen. Tắt ra đi không? Thì mình put out, put on tương đương như turn off, turn on các bạn ha. Đó, ý là vậy ha. Các anh chị các bạn có thể học tiếp với tôi những phần này, tại put thì nó có nhiều nghĩa ha. Mình sẽ chia làm hai video. Tiếp theo chúng ta I see they putting off a new block of flats near the park. Building a structure, đang xây dựng ha. Thì putting off là đang xây dựng một cái khu mới các bạn, một khu trưng hậu mới nè. Flats ở Mỹ flash là căn hộ ha. It poured with rain while we try to put our tent up, put our tent up, dựng lều ha, dựng lều lên, dựng lên. Thì chữ put up là dựng lên ha, và xây lên. Open something that is folded or rolled up so that it is ready to use các bạn ha. Thì tôi dịch luôn cái nghĩa các anh chị các bạn có thể mở nhìn hình luôn có thể dễ nhớ ha. Rồi tiếp theo chúng ta
đặt động từ này, động từ đặt động từ thời gian, tính là thời gian là put you off nè, là cancel các bạn ha. I'm sorry to have to put you off again. Là trì hoãn một lần là put off là trì hoãn ha. But I'm just too busy to see you today. Tell someone you can't see them or do something for them till a later time, ha. Could you put our meeting back till next week? Change the date or time of an event so that it happens later than planned, các bạn ha. Rồi, cái phần này là tôi với các bạn chị sẽ tìm hiểu tiếp sau phần sau. Cảm ơn các chị các bạn đã theo dõi video ạ.